Nhà mình thì nhỏ, chẳng có gì đặc biệt cả, nên hôm nay mời mọi người tham quan vườn nhà mình nhé. Đầu tiên là miếng đất bố mẹ mình đang ở có khoảng 1.000 m² thì được chia ra là một nửa là nhà, một nửa là vườn và chuồng. Mẹ mình thì đam mê trồng hoa nên trồng rất nhiều loại hoa. Mình về đúng dịp mấy bông hoa la kèn của mẹ nở. Đây là loại cánh kép, còn đây là loại cánh đơn. Mình thì không mê hoa lắm tại vì mình bị dị ứng phấn hoa ấy. Cóc nhà mình chín không ai ăn, nó rụng đầy vườn. Bên cạnh vườn cây thì sẽ là vườn rau của bố mình. Còn phía bên tay trái, ở dưới kia sẽ là chuồng gà mọi người nhá. Bố mình thì nuôi cả gà cả vịt cả ngan, mỗi loại một ít nên là muốn ăn cái gì cũng có. Vườn rau nhà mình với mưa xong nên nó hơi lầy một chút. Mà mới nhổ cỏ hôm trước xong, thế mà 3-4 hôm không ra đã đầy cỏ. Gì chứ lá lốt, nhà mình bao nhiêu luôn mọi người ạ. Nó tự mọc và rất xanh tốt ở chỗ này, mặc dù chẳng chăm bón gì cả. Đầu luống rau mồng tơi, bố mình có trồng một ít hành, nhưng mà nó đang chưa lên ý. Rau mồng tơi của bố mình trồng mọi người thấy tốt không? Cái ngọn nó xanh mơn mởn, cái lá to hơn cả bàn tay của mình. Bố mình trồng mấy luống mồng tơi, xen kẽ với cả mấy luống rau muống. Ở phía cuối luống mồng tơi là hôm trước mình mới đào khoai xong vẫn còn trống. Đây là mấy cây củ từ bố mình trồng, cái lá nó cũng to bằng bàn tay mình luôn. Cây ổi ruby nè, năm nay nó sai quả lắm. Góc vườn mẹ mình có trồng dọc mùng này, cây cẩm, chanh, nhót. Đây là luống rau muống bố mình mới hái. Đoạn này đang định bước đi mà nó trơn quá, tí thì ngã mọi người ạ. Bố mình trồng hai luống rau muống, nhà mình ăn thì không hết đâu, nhưng mà để bố còn nuôi gà nữa. Cả nhà mình chỉ ăn thóc với cả rau nhà chồng thôi. Đây là hai luống đỗ, chị em mình thích ăn đỗ mà. Bố mình thường sẽ trồng một luống đỗ trước và một luống đỗ sau một chút để ăn xen kẽ nhau. Đây là luống đỗ thứ hai của bố mình trồng trước nên bây giờ nó lớn sắp có quả rồi. Ở góc vườn bố mình trồng thêm mít, xoài để làm cây ăn quả, có thêm cả gừng, giềng, sả nữa. Nhưng mà hình như bối sả nhà mình nó bị lụi rồi. Ở đây có cây đu đủ bố mình mới trồng để năm nay chị em mình được làm gỏi đu đủ. Nhà mình rất là thích ăn cà tím mà cây này nó sống dai, ra nhiều quả nên năm nào bố mình cũng trồng vài cây. Năm nay thì bố chỉ trồng 2 cây cà tím thôi, còn đâu là 3 cây cà bát. Cà bát là loại cà nó tròn mà màu xanh ấy, nhà mình hay dùng để muối. Mấy quả này trông thế thôi nhưng mà vẫn còn non, bố bảo sang tuần mới ăn được. Mình thì nhìn nó ngứa tay lắm rồi chỉ muốn hái vào thôi. Có quả này ấy, nó bị ốc sên ăn mất tại vì nhà mình không phun. Góc này lại là mấy chậu hoa của mẹ mình, hình như là hoa thủy tiên à. Nhà mình thì có đào giếng, mùa này mưa nhiều, nhiều nước, nước trong và sạch lắm. Chiều nào bố mình cũng phải tới cây tới rau một lượt.